mày đỡ tao coi, tao chứ con đi không nổi rồi, nó sắp ra cái quần rồi nào. Ông chồng đã ăn ba cái bữa ăn không chịu được tiếng nào vô mẹ vậy thôi. Tự nhiên ai mà thuốc men gì trong đó bậy bạ. Ông biết có ăn ai ai ăn chồng vô đá rồi không kêu tôi giờ có thể kêu tôi. Tao buồn cả. Quéo lẹ đi lẹ lẹ đâu có ai là mày. Nhanh đi mày ơi, kêu nó nhanh đi mày. Trời có ra luôn chồng. Trời ơi. Đi vào đây. Trời ơi, quái mày đó. Dò ra, để con đó dò ra. Mọi người biết tụi nó đang làm gì không? Nó đang làm hai cục xít. Hello chào mọi người Hưng. Chào mọi người, con là Hưng Điều. Hello, chào mọi người. Mình là Sinop. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. À, vẫn như thường lệ nha mọi người. Tại vì ngày nào cũng có làm mới có ăn. Mà bữa nay mình cho nó ăn xít. Không, con giò nát bét ra hết luôn. Bắt đầu con dắt lại rồi, nó y chang nè. Thằng Nóp với thằng Hưng nó đang làm hai cục xít cái đã. Rồi mọi chuyện gì tới nó cũng tới nha. Đúng rồi. Nóng giật. Không, em dò để đó như dò nát ra đi con. Con phải dò nát ra, bắt đầu con xe lại hai cục dài 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 gì cũng giống rồi nè. Không, dài dài đó chứ nhìn là thấy không giống rồi. Thì cầm mấy lắp để làm cho mày tay mình cũng có một tay chứ. Làm kỳ công ống mà giống. Để mấy đi đổ này làm gì nè? Lăn qua, mấy cục này lăn qua. Lăn qua luôn hả? Mày đâm đu đủ đi Hưng. Đâm đu đủ cho nó nát. Sáng này lấy cái gì, lấy cái miễn gì. Lấy cái tay bóp cũng được, nó cũng nát rồi mà. Bóp đu đủ ra Hưng. Cái cục này giống rồi nè. Rồi, lấy đu đủ đi. Cháy xung quanh nè, ấy tán cái đu đủ nó ra, tán cái đu đủ nó nát bấy luôn. Bóp. Không, cái cục con nó chưa đâu. Dắt lại. Tôi không dắt được. Từ giờ chào, từ giờ đúng giờ. Bự vậy. Sao bự vậy? Thấy không? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Chiếc này vô luôn hả? Lăn qua lăn. Đố mày à, rằng rằng trong khố nhảy ra, đầu nhọn đầu tà, nói đúng là lụm hết. Là con gì? Nè. Mày nói đúng là mày lụm hết. Giờ nó mất cười. Ủa nội hôm nay chạy dơ. Thêm đủ vô cho nó giống giống. Nó không có nhuyễn là nó rớt xuống cái nó bể ra. Thôi được rồi. Hai cục đề phòng. Phơi nắng không? Phơi nắng cho nó ráo. Nó nhìn giống thiệt cái cha. Cục kia đẹp kìa, cục này xấu quá à. Cục hay chưa? Cục xấu luôn. Nó gỡ. Cục xít mà nó kêu đẹp. Hạ miệng ra. Hạ miệng ra nắp. Nói. Đi vô, dậm dẹp đi. Ơi. Để nha mọi người. Để đi, mọi người chờ chút xíu nha mọi người. Để mình cứ ông Hùng quất nó một bữa này đi nha mọi người.
người chờ xem nha. Rùi bu. Có rùi bu. Có rùi bu luôn. Dữ dữ dằn ha. Không quay. Không quay cái camera đâu, không thấy cái đầu mình đâu hết. Nó làm như hoàng hậu không đầu vậy. À, ok mọi người, à, mình đã chuẩn bị xong rồi nha. Hai cục xít nha mọi người. Để giờ mình vô mình thôi không có nói, không có nói kế hoạch. Để vô mọi người muốn biết kế hoạch như thế nào thì đi theo chân mình. Đi vô hơn, con vô bỏ trước đây, đi. Bỏ đây, bỏ đây. Bỏ đây, bỏ này, bỏ vô. Vậy đi, rồi con đi vô trước đi, cầm cam vô. Ba mấy giờ về lại? Phê đi. Phê mấy giờ? Phê là biết là phê đâu. Khi mà mới 10 giờ 11 giờ. Cái đó là tối. Rồi. Chưa đi học. Ở giờ đi học. Có bọn đi học, quán đi học. Có đi học. Đi học hả Hưng? Dạ. Ờ đi vậy. Dạ, quán. Nó bụng quá. Quán giữ cái cặp đi. Kể giờ đi học đi đâu nữa ông. Đi 5 phút về, nó nghỉ. Đi ẻ dù có cấm đâu. Sao bên nhà này em ẻ mình đi qua đây này. Đi qua đây cũng đau bụng. Có thằng ẻ này nó quen hơn sao ta. Ở tối ngày lúc nhà nó quỷ luôn qua nó quỷ không à. Thằng nó mới đi ăn với anh đó. Đang vậy? Thằng với thằng nớp với nó. Mày đủ. Không đi ăn đủ mà quỷ ông nội. Mày biết nó. Ông nội nó nhắc mày quỷ đi nó sao đau bụng với ta. Sao sợ tự nhiên. Vì nó bụng nó cha. Nội ông có bỏ gì trong nó ông nội. Không có bỏ gì hả luôn. Bỏ gì. Không ngồi để đi xuống đi. Tôi đã có bụng tôi đấy, đừng đi dưới nào. Dạ, đừng cái này đi dưới ngồi chờ chút đi. Hưng ơi, mày nhanh hơn ơi. Con ta mới vừa đó. Kiều xuống kêu nó nhường cái tôi lấy chồng nấc cái. Xuống kêu mày đi mới ngỡ chịu giống nữa đi mày. Rõ nè. Chơi vậy?
thì chết tôi. Tôi ăn mà có thuốc có gì đâu, tôi có bị gì đâu. Ông cha ơi, tôi xuống đây coi, rửa tôi quần coi, thay cái quần coi. Ờ, cái hồi nãy ông với Thường ăn là ông có bảo ta không? Có. Có. Sao hai người ăn gì đó bụng không? Ông không bị hay vậy? Mà mày thằng nó ra bụng ai biết tự nhiên. Mày hốt giùm tao nha, để tao đi xuống thay cái quần á. Cố chơi chơi vậy má tôi về tưởng chết luôn trời. Ai sao tôi gớm mấy ông nội, cố nội nớp thì thiệt chứ. Ai muốn đâu anh? Rồi làm gì nữa? Hốt được em đâu không có ai. Cố mình chơi giấy gì mà ngồi má tôi về không biết chợ về nhà trước nhà rồi em cũng mất nước rồi chứ. À sao không để đâu má? Sao quần què vậy đó sao? Cho mấy sao đâu rửa coi. Dầm lại gì nhất vô. Thẳng về nhà nè, hỏi rửa tay vậy. Hát tay chân về nhờ chút xíu
con đường sau chắc bị ế một cút đồ tiến đệ như ngớ. Nội kiểu con ăn cái gì cả mày. Bố mày mốt con đừng có chăng giữ trò đó đâu mày ơi. Mà con mà hai rồi tao không biết nói làm sao. Có quả là trộn cây tay đôi lên đầu cố rồi nè. Ăn uống chứ dạ, mày lấy cái tay ra mình chạy lên tường á. Chứ tao không có tay con trợ tao chống như tay nào nữa đâu. Mày đem bỏ rác ra tao lau dùm cho. Mày lát nó lên mắt. Mày tự chết. Con chạy lau dưới tụi lấy ra. Trộn giác ở đâu? Ngoài trước à, rồi đi vào ấy luôn em mở. Ủa trước đó hả? Ừ. Tại sao mày 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 bỏ giùm tao ấy. Chứ tay xuống tao xin xưa. Tao tao điên rồi. Chỗ nào vậy đấy? Trời ơi, mấy cái đồ chém nó chặt quăng luôn cái răng luôn á. Mày mày đi bỏ giùm tao coi. Nó bước lên nó được. Nó lấy gì đâu mà làm. Cố định đi dạy nhà cướp quăng tự bỏ nhà mày. Thì mày đi bỏ giùm tao tao hốt lên rồi nè. Bỏ giùm tao coi. Ông đi ra. Thì bỏ trong tao đi. Ủa, mày cứ không tự bỏ. Giờ mày bỏ không? Bỏ nè. Đi dưới đây mày nha. Quả luôn nè. Em dưới giặt mạnh luôn. Ô, quăng, quăng luôn nè. Quý. Cố lên ăn mày mày nhờ tôi vậy đó. Để xuống như giặt bỏ mới giặt luôn đi. Ghê luôn. Lát thì bệnh nữ chết mày. Nghĩ thì quăng mình cướp cho. Dạ mày. Quá ra ngoài đâu mày? Hát gì mất hơi nữa tao? Ông đi vô đây đi, lấy cái tay nhìn vô giọng chúng họ chặt giọng tớ. Tao ra tao thay quần đi thôi. Ông đi vô, tao tại nước à. Tránh ra tao thay quần. Xuống tao thay quần. Cho nó mượn cái quần đi. Mượn quần khỏe, tướng con vậy lấy gì ổng mặc chưa? Cãi nó mặc đỡ, nó sao giờ để mặc quần cứ gì vậy? Tránh ra. Nhà ta chưa ấy, muốn dư giấy gì đâu á. Cầm cuốn cậu ghi khăn, cậu không chịu hỏi. Tránh ra. Đi vào. Thì chém răng đi vô. Ở dưới có cái gì đâu mà bao. Ở dưới có gì đâu thấy cái khăn này nè. Tôi còn để kia bao. Mượn đâu cho tao đâu mà mệt. Ăn giọng con càng không luôn cho ta. Chưa đi ngoài đế không đâu. Thôi mày dẹp hiện trường đi. Lát về mắt hay về bà biết. Tưởng chết luôn lát giờ không có nói á. Kêu lên. Tao kêu em xuống vậy. Xuống dưới giặt. Ông cố dù ăn chân làm cái hai rồi. Tôi lấy là chuyện rồi. Thôi cái gì mà ông sầm mưa đó. Cái gì mà con la vậy ông sầm dữ vậy bác. Anh đi qua đường nó còn nghe nữa. Đi không chịu bây giờ nó nghe gì la ông sầm cái gì bé à. Bé làm sao? Nó con ta đâu cũng đâu ta vô cầu. Sao thằng kỳ mày. Nãy ông vô chứ con cố này vô lúc xấu nè. Sổ nè, mấy quả tự nhiên tổn thương á. À, chào bác, để đâu bác? Ủa? Đi đi ở dưới chân đứng được mày. Mai giờ nào? Mới về. Chào bác, để đâu? Bác làm gì vậy? Dạ, con dặn cái quần con. Sao vậy? Đúng rồi. Lại con ỉa quần á. Quần xong rồi thằng ác kia nè. Bố mày đừng nói tụi lao nha. Con ta đi đi ỉa mày mong dắt lẹ xuống tới đi. Dắt lẹ con ta, con chân cẳng tay kìa. Con lao hết rồi má. Quỷ ơi, bây giờ nó ngồi dưới quần thầu dưới á. Con lao hết rồi, nãy nó ỉa đây rồi, con lấy đồ con lao hết rồi, không sao đâu. Ồ, tao lấy tấm thằng lấy mình mấy giặt chứ, con lao luôn à. Thì có cái gì đâu lao. Vậy nha, bà đặt cái lên đây á, để cho bày ăn uống kia, cho nó ỉa cây. Cố mày là nó lao hết rồi. Con có, tự nhiên tụi con ăn ngoài đường kìa. Cái gì đâu? Đi vô nớp nó than đau bụng, kêu bé nhờ bé dắt xuống, còn bé nó không chịu. Đâu đâu, lắm cho con đi với mày. Ăn quần què, ăn tràn hậm luôn, ỉa vô đây cái kia con à. Ăn ông cố để bổ tẩu nè. Mà sao mày cho nó vô? Ăn ướng nữa, cháu rồi, đi đâu? Hận đâu, có hận đâu. Lúc thường nó ra rồi, có người ta đi vô, mới không cho người ta đi. Đâu, ông đâu kịp, cháu tẩy ngọn ỉa vô quần, ông ỉa nghe không nè. Thì tao đi không kẹt, tao phải ỉa cho cháu. Nó không cho nó mà. Con đây đứng 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 chợ nhà người ta. Lâu chút mình mời mày mua cái chai xà bông mày á, mày bày đầu bày mày vô đây thì mày mua chai xà bông mấy vậy? Mày kêu mượn này đâu? Mượn cái quần nha. Xuống cho nó mượn cái quần đi. Xuống cho mượn quần này. Trở về luôn đi. Cho mượn quần cái quần sao? Không rồi, sao con mày về? Cái đồ yêu kiếm cướp con mãi quần vô vô nhá. Để tao tắm. Đi xuống cho mượn cái quần. Cút cái gì mày không nữa? Mượn quần đi. Mấy rồi mất rồi. Lao rồi. Ủa ghế nè. Thấy lao trời ơi, chùi hết rồi. Đi xuống cho nó mượn. Xuống mượn mượn coi. Cổ ghê luôn mấy mày. Ê, đừng chạm đi, chân này chú cũng lạ rồi. Lớn
con bé đó, nãy thì đúng là chú mẹ rồi, cao chú thử rồi lại nha. Không, cái đó anh không nói, nhưng mà nãy á là đó, không có cả chú, anh bảo à sợ tên nó không bị. Để con nói mà hàng đó cũng không có gì mà ghê gớm á, nó lỡ rớt xuống cục rồi. Để con tay đi, nó vô nó lấy cái cây súng với cái cây này nè, nó dứt cây đầy nhà luôn nó. Đây cái cây mẹ đó, hồi nãy là cái cao dứt nha. Ờ, đi xuống cho nó mượn quần anh. Không chở về làm sao hả? Thì thay cái quần anh chơi. Mà quần về sao mà về về được? Đi xuống đi con giá. Tôi đặt ông luôn ấy, tôi ở luôn. Mượn quần. Làm gì đặt quần? Nó đặt đâu? Đi xuống dưới đi nó. Lấy tiền đặt. Mà ông cắp trở về tôi không anh? Thì con bé quần nó mượn anh. Con đặt. Nó trở về, nó không trở về. Lấy để cái quần này có gì mà nhặt giùm tao luôn nha. Lấy hai cái cây dính cái đầu nào không biết nữa. Quần bảy thôi, quần bảy thôi. Người bé, thử coi đâu. Ừ, quần bảy thôi. Bé nó dít bấy nhạy. Dạ nó quăng vô giác quăng. Bấy nhạy. Cút thì cút không vô. Ngay giờ còn cuối rồi biết à. Cút đá thì bánh trái rồi còn dít ra dít vô nữa.